Chào các bạn, mình là Top Ngôn Tình đây. Trước khi xem video, phiền các bạn dành ra 3 giây để ấn like video và đăng ký kênh để mình có thêm động lực ra nhiều video chất lượng hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều, chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Cô ta dùng tay chắn khiên của Lãnh Trường Thanh, ra lệnh cho thuộc hạ lùi xuống. Đám kia nghe lệnh, "Rõ." Lãnh Trường Thanh đen mặt, cô ta bình tĩnh, "Ô có người còn sống, hai người lao tới giao chiến." "Cô chính là tư lệnh, vì sao cô lại giết luôn cư dân mà mình bảo vệ?" Cô ta giải thích, rất khó giải thích sao? đương nhiên là để bảo vệ những người khác tốt hơn chỉ cần tiếp xúc voi zombie thì đều có khả năng biến dị không để lại nguy hiểm hy sinh thiểu số để bảo vệ phần còn lại của thế giới thì có gì sai sao lãnh trường thanh bị đẩy lùi ra xa nói nhảm nguyên nhân xảy ra biến dị còn chưa rõ thì đã dùng thủ đoạn máu me thế này lãnh trường thanh vung nhát chém người như cô còn ghê tởm hơn là zombie cô ta lạnh lùng thà giết nhầm còn hơn bỏ sót anh cũng phải chết lãnh trường thanh nhảy lên tấn công sai người phải chết sẽ là cô thử xem mục diệt nhiên bên cạnh quan sát đều ngừng tay lại. Cô tiến tới trước mặt Tư Lệnh, "Cô là chị Hoàng sao?" Cô ta kinh ngạc, tiểu nhiên, hai người họ ôm chầm lấy nhau. "Đúng là chị rồi, đúng là chị Hoàng rồi, không ngờ em còn có thể gặp lại chị Hoàng, em không hề thay đổi chút nào." Ánh mắt cô ta sắc lạnh, vẫn yếu ớt khiến người ta ghét, Mục diệt Nhiên buông cô ta ra, mặt đen lại. "Chị Hoàng, vừa rồi giao đấu với tên kia, ít nhất chị có thể khẳng định bản thân tụi em có thể thoát khỏi bầy zombie, tụi em rơi vào tình thế khó khăn là vì bảo vệ đám người kia. Em cho rằng như vậy rất vĩ đại sao?" cô ta lùi lại quay người đi chết rồi thì không là gì hết không đủ tàn nhẫn chỉ khiến bản thân rơi vào nguy hiểm thậm chí liên lụy nhiều người hơn lãnh trường thanh dò hỏi cô ta chính là người mà trước đây em mơ thấy em không chắc vì chị hoàng bây giờ thật lạ có lẽ cô ta vố như thế này chị hoàng quay lại ngay ra đó là muốn tiếp tục chờ đám zombie đến cắn mấy người hà lãnh trường thanh đồng tình đi với cô ta trước cô ta là tư lệnh nơi này chúng ta cần tình báo ở đây cô ta biết rõ hơn ai khác um trong căn biệt thự tư lệnh nói tình hình bên ngoài hiện chưa rõ bây giờ đều chắc chắn duy nhất là zombie quanh phủ thành chính đã được giải quyết sạch sẽ bảo hai vị ở lại trong phủ nghỉ ngơi đúng rồi hai vị tắm rồi nghỉ ngơi đi tư lệnh có bệnh ưa sạch sẽ mục diệt nhiên bên trong phòng tắm chị hoàng cũng đang tắm sao quả nhiên bị bệnh ưa sạch sẽ mục diệt nhiên từ phía sau ôm lấy chị hoàng em không biết mấy năm nay chị đã trải qua những gì nhưng mà em thực sự hy vọng chị vẫn là chị hoàng lúc ấy cô sờ tay lên ngực hả thì ra chị hoàng lại phẳng đến vậy à nhưng mà săn chắc thật lãnh trường thanh đen mặt giờ thấy thế nào mục diệt nhiên hoảng hốt vội buông tay cô tự dặn lòng đừng hoảng vào lúc này nhất định không được hoảng chỉ cần mình không thấy lúng túng thì người lúng túng là đối phương cô cố tỏ ra không biểu cảm nói cũng chỉ vậy thôi lãnh trường thanh liếc nhìn nói như thế thì của em hơn của anh à có qua mà không có lại thì không được để anh cảm nhận của em chút đi mục diệt nhiên giật mình tim đập thình thịch cô đưa hai tay chắn trước ngực anh định làm gì em cảnh cáo anh đừng đùa dai quá này anh anh nhẹ một chút, đừng dùng sức quá. Ung um còn bên này bên này bên này cũng bóp một chút, tư lệnh hoàng đứng ngoài cửa, cô mỉm cười. Cô nhóc ấy đúng là lớn rồi, thay đổi thái độ cũng nhanh quá. Trong bồn tắm, mục diệt nhiên thở nhẹ một hơi. Ung um thoải mái quá, không ngờ tay nghề của anh lại tốt như vậy, cảm thấy cả người đều thoải mái, lãnh trường thanh ghé sát lại. Em thì thoải mái rồi nhưng anh thì rất khó chịu, em còn chưa đi là chuẩn bị giúp anh thoải mái à. Cô nghe vậy giật mình, vội lấy khăn tắm. Đi đây, anh tự giải quyết, một cấp dưới đang bẩm báo tư lệnh đã liên lạc với quân đội giỏi bên doanh trại đã kiểm soát được cục diện đang tập trung hảo lực diệt sạch nhóm zombie ở đảo chính như những đảo khác thì không thể quan tâm được đã nhận được tin có vài hòn đảo bị chiếm rồi tư lệnh lạnh lùng ư ừ điều tra rõ ràng nguồn gỗ xảy ra biến dị chưa vẫn chưa như ứng tôi có một nghi ngờ rất có thể là hắn ghé sát nói nhỏ với cô ta cô ta đen mặt khả năng rất cao cậu đích thân đi xem thử rõ hắn lập tức đi làm nhiệm vụ mục diệt nhiên nhìn theo rồi quay lại hỏi Chị Hoàng chỉ có từng thấy một kẻ uốn tóc xù, vừa nhìn đã biết là cha nam không, tư lệnh vẫn trưng bộ mặt lạnh lùng, chưa từng gặp. Phụ nữ không phải hàng đính kèm của đàn ông, đừng suốt ngày rảnh rỗi lãng phí tinh lực lên người đàn ông, lãnh trường thanh phía sau, chị Hoàng nói đúng đó. Mục diệt nhiên quay lại chất vấn, anh còn đứng đây làm gì, đừng khiến em lãng phí tinh lực, là muốn chờ cơ hội đi theo phó quan kia điều tra tình hình sao. Lãnh trường thanh quay đi, được được được, nhưng mà em không làm anh thỏa mãn trách ai được chứ, mục diệt nhiên tức giận. Vào lúc này còn không quên chiếm hời mình à tư lệnh gọi cô tiểu nhiên em qua đây chị có chuyện muốn nói vâng chị hoàng lãnh trường thanh bước ra ngoài mục diệt nhiên không nói về sự tồn tại của nhóm z yêu cầu phái người bảo vệ bọn họ xem ra cô ấy không tín nhiệm hoàng hoàn toàn trên phố thông báo được phát ra các cư dân trên về lại nơi ở những đảo khác đã xuất hiện zombie chúng ta phải đi chi viện dạ vô miên tủm tỉm cười quả nhiên những hoa hiên có vấn đề hòn đảo nhỏ này không có xuất hiện zombie đều nhờ mình hết ha 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 chân lý mãi mãi nằm trong tay của thiểu số mục thiên huy cạn lời nhưng cũng thừa nhận xem ra lần này đúng là để tiểu miên đoán đúng một lần tóc trắng bên cạnh z chúng ta cũng phải nhanh chóng lui về tàu tránh đi mục thiên huy mặc nguy hiểm không tôi có kế hoạch khác chúng ta không thể cứ chạy trốn như này mãi được trong động tên phó quan đứng quan sát không có bất cứ dị thường nào chẳng lẽ không phải do hoa hiên sao khoan đã đó là thứ gì một bóng đen xuất hiện phía sau mày tự vào trong xem thử xem không chừng biết được đó là gì lục tử hạo đẩy tên phó quan xuống khứ giác của tụi mày nhạy thật đấy nhanh như vậy đã cử người đến kiểm tra xem ra mình phải rời khỏi nơi này trước tạm tránh nguy hiểm phó quan hét lên đau đớn a à, lãnh trưởng thanh xuất hiện tránh mày muốn tránh đi đâu hắn giật mình chuyển cảnh tư lệnh hoàng tay chống cằm phía tây bắc của một đảo chính có một ngọn núi lửa trên vách đá của phần núi lửa có một mặt phẳng trực thăng giấu kín trong đó có một chiếc trực thăng đang đậu nếu như tình thế của thành phố ngàn đảo mất kiểm soát thì em đến đó thoát khỏi nơi này mục diệt nhiên hỏi ngược lại còn chị hoàng thì sao chị đã chạy trốn một lần rồi chị không muốn đạp lên vết xe đổ cho nên tuyệt đối sẽ không có bất cứ sự hèn nhát nào mà chỉ chị nói như thế tình thế chưa chắc đã mất khống chế mục diệt nhiên lặp lại câu nói chạy trốn một lần thành phố ngàn đảo vốn là nhà giam trên biển để nhốt trọng phạm lúc đầu tận thế thành phố ngàn đảo mất điện và cung ứng vật tư các lính canh phải tập trung những vật dụng còn lại phân bổ một cách tiết kiệm và chờ cứu hộ nhưng thời gian dần trôi qua không thể liên lạc với bên ngoài cũng không chờ được cứu viện đến mọi người đều biết e là biến dị bên ngoài đảo đã mất kiểm soát rồi thành phố ngàn đảo khó khăn tạm thời sống sót nhưng mà cũng vì cách ly với thế giới bên ngoài nên chỉ cần tiêu diệt sạch sẽ zombie trên đảo thì sẽ an toàn nhưng an toàn cũng không đồng nghĩa với việc sống sót đồ ăn càng ngày càng ít đồ ăn phân đến cho những nạn nhân chúng ta mỗi ngày đều ít hơn lính canh vì thế có một bé trai bí quá hóa liều vượt ngục đến kho dự trữ ăn trộm thức ăn nhưng cậu ta không cẩm thận làm đổ dầu trong kho lửa lớn thiêu dụi hơn phân nửa vật tư lính canh tức giận điều tra chuyện này phát hiện đồ ăn dưới giường của một bé gái mục diệt nhiên thắc mắc vốn đồ ăn đã không đủ ăn sao cô bé có thể có đồ dư lính canh cũng thắc mắc giống như em thế là bé trai đó thuận thế đổ chuyện cháy kho lên đầu cô bé chị biết được sự thật nhưng lại không nói gì cũng không làm gì nhìn thấy lính canh tức tối đánh chết cô bé kia sau đó lính canh không còn phát lương thực cho phạm nhân nữa không lâu sau thì bắt đầu có người chết đói vì sinh tồn chị tìm cơ hội dẫn những phạm nhân khác xông ra nhà ngục đánh bại lính canh thành lập một trật tự mới ở thành phố ngàn đảo cô ta đập mạnh tay xuống ghế thay đổi thành phố ngàn đảo không dễ chị sẽ không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ nó nếu đã liên lạc với quân đội rồi thì chúng ta nên báo cáo với họ đi thôi mục diệt nhiên do dự nhưng mà trưởng thành chị hoàng quay lại đã nói rồi đừng có quay xung quanh đàn ông phủ thành chính an toàn hắn ta sẽ xảy ra chuyện gì chứ em không tách khỏi hắn ta được sao tên phó quan đứng dậy khắp người hắn mọc ra những bông hoa lục tử hạo lùi về phía sau tao không có thời gian với mày vẫn nên bảo hắn đến chơi với mày thì tốt hơn tên phó quan liên tục lẩm bẩm tư lệnh bảo bảo vệ tư lệnh bảo vệ tư lệnh lãnh trường thanh kinh ngạc lục tử hạo đen mặt aia đúng là một con chó trung thành đã biến thành zombie còn nghĩ cho chủ nhân của mình đấng cứu thế vẫn chưa bổ sung xong zombie phó quan tiến lại bảo bảo vệ tư lệnh diệt sạch kẻ địch lãnh trường thanh vung kiếm mày cho rằng mày có thể chạy thoát sao lục tử hạo cười như một tên điên ai nói tao muốn chạy đừng hiểu nhầm tao phải chính mắt nhìn thấy mày chết thảm chắc là đến lúc đó mục diệt nhiên đau lòng lắm nhỉ ha 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 chỉ nghĩ đến dáng vẻ khóc lóc của à ta thì ta đã vô cùng hưng phấn rồi những dây leo quấn lấy xung quanh tên phó quan hắn tiến hóa nhưng miệng không ngừng lẩm bẩm diệt trừ diệt trừ phía ngoài zombie tấn công thành phố mục diệt nhiên ngó nghiêng trường thanh đi lâu vậy mà vẫn vẫn chưa về chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi chị hoàng chẳng phải chúng ta đi báo cáo với đại quân sao chị dẫn em đến đây làm gì tư lệnh lạnh lùng đi giết bọn họ bao gồm cả dân cư mục diệt nhiên kinh ngạc chị nói rồi những dân cư đó cũng có khả năng biến dị trong thời tận thế nếu như em quá từ bi thì không sống lâu được nếu như em không muốn ra tay vậy thì chị sẽ ra tay với em chị không muốn giữ lại một kẻ ngáng chân bên người mục diệt nhiên không đồng tình chỉ vì có khả năng biến dị đã muốn giết người vô tội sao không có thực lực có thể không cứu nhưng tùy ý giết người thì chúng ta khác gì những zombie đó cô ta vẫn còn lý lẽ khác à khác là chúng ta còn sống còn bọn chúng đều chết cô ta ra lệnh nổ súng tiếng súng bắn bằng bằng hướng liên tục vào người dân mục diệt nhiên xông lên ngăn cản ngừng tay dù trật tự vốn có của thế giới sụp đổ nhưng chúng ta vẫn phải giữ lại nhân tính nếu không chúng ta dựa vào đâu mà xưng là con người con người cô ta mỉm cười rút thanh kiếm ra khi tận thế giáng xuống nhân loại đã diệt tuyệt rồi chúng ta đều là dã thú vì sống sót mà không từ thủ đoạn bên trong hang đá lục tử hạo bỏ thứ gì xuống hồ máu bổ sung năng lượng cho đấng cứu thế đã xong nên tiến hành bước tiếp theo rồi lãnh trường thanh tấn công chẳng phải mày muốn tận mắt chứng kiến tao chết thảm sao chuẩn bị trốn rồi à lục tử hạo cười mày vội cái gì đương nhiên tao tao sẽ sắp xếp chuyện càng thú vị hơn cho mày mày thực sự cho rằng tao không biết tụi mày đuổi theo tao sao tụi mày còn dừng lại ở tầng thứ nhất còn tao đã sắp đến tầng năm rồi chỉ dựa vào bọn mày mà muốn đấu với tao lãnh trường thanh chiến đấu với zombie phó quan chết tiệt lại để hắn chạy mất phó quan sau khi biến thành zombie thì sức mạnh kinh người chẳng nhẽ lục tử hạo lấy một phần phần của đấng cứu thế cho cậu ta lục tử hạo đột nhập căn biệt thự hắn ta giết người canh cửa mục diệt nhiên lãnh trường thanh tao cố ý dụ tụi mày đến đây vì mượn dao giết người lục tử hạo đắc ý nghĩ thầm kẻ địch mà các ngươi sắp đối đầu không chỉ là zombie mà còn là tất cả người sống ở thành phố ngàn đảo hắn kéo lê cái xác rồi gọi người đâu mau đến đây có hai thanh niên chạy vào la hét gì thế xảy ra chuyện gì lục tử hạo bảo mau đi bẩm báo cho tư lệnh có người đột nhập vào hồ máu thả virus khiến cho thành phố ngàn đảo chúng ta xảy ra biến dị zombie phó quan đã bị kẻ địch giết chết biến thành zombie rồi các chiến hữu hãy báo thủ cho phó quan với tôi rồi hắn hét lớn người anh em dáng cầm cự và ngã quỵ xuống hai thanh niên hoảng hốt mau mau cử người đến báo tư lệnh mục diệt nhiên phất quạt em chưa từng nghĩ rằng cứu tất cả mọi người có thủ báo thủ nên giết thì giết nhưng em không bị điên lạm sát người vô tội làm gì sau vài nhát xoẹt xoẹt lục diệt nhiên nói em đã diệt sạch zombie rồi mấy chị nên ngừng tay rồi chứ chị hoàng lên tiếng nơi này không đến lượt em quyết định em đã bị chúng ta bao vây rồi làm theo lời của chị giết sạch người dân bình thường để phòng họ biến dị mới giữ được mạng chị là vì an toàn của những người khác cũng là tốt cho em Mục diệt nhiên ấm ức, chị Hoàng, có phải chị có hiểu lầm gì về em không? Thái độ nghe theo của em đối với chị trước đây chỉ vì chị từng giúp đỡ em, em mang sự cảm kích đối với chị mà thôi, mục diệt nhiên gằn giọng. Em tuyệt đối, không phải là người nghe theo sai khiến của người khác, cầm thanh kiếm trên tay, mục diệt nhiên hỏi là ai bị bao vây. Một tên lính hớt hải chạy đến báo cáo cho chị Hoàng, tư lệnh, phủ thành chính có chuyện rồi. Có một anh em đến báo cáo trận biến dị zombie này là có người bỏ virus vào trong hồ máu, đối phương còn giết phó quan, biến anh ấy thành zombie chị hoàng sửng sốt cậu nói cái gì tất cả theo tôi về phủ thành chính mọi ánh mắt đổ dồn vào lãnh trường thanh chính là hắn hắn đã bỏ virus vào trong hồ máu khiến thành phố ngàn đảo xuất hiện dom y mọi người đồng thanh la lên báo thù cho phó quan báo thù cho người vô tội bị hại tự lệnh đã về tới phủ chính liếc mắt qua mục diệt nhiên còn gì để nói sao gã đàn ông em dẫn đến đây đã hại thành phố ngàn đảo còn bị bắt tại hiện trường tư lệnh nghiêm giọng ra lệnh bắt hắn lại ta phải đích thân hành hạ hắn để hắn đền tội với phó quan và người đã mất Ai dám? Mục Diệt Nhiên lên tiếng bảo vệ người đàn ông của tôi chỉ tôi mới được đụng vào. Lãnh Trường Thanh đỏ mặt trêu chọc cô, nói to lên một chút, nói lại câu em vừa nói cho bọn nghe thêm một lần. Mục Diệt Nhiên né tránh. Đã là lúc nào rồi nghiêm túc đi. Chị Hoàng lên tiếng. Hôm nay tôi phải giết hắn. Ai dám cản tôi thì tôi giết người đó, cũng bao gồm cả em. Muốn tốt cho bản thân thì đừng đụng vào điều cấm của chị. Mục Diệt Nhiên bảo cô, chị Hoàng, Trường Thanh tuyệt đối không làm ra chuyện này. Chị phải điều tra rõ ràng trước rồi mới quyết định chị hoàng cầm kiếm lao đến nói kẻ yếu thì không có quyền lên tiếng nếu như em muốn nói chuyện với chị thì đánh bại chị đi đã mục diệt nhiên lấy quạt ra đáp chị hoàng chị đấu với em chắc chắn không có cửa thắng chị hoàng kêu cô mạnh miệng không biết xấu hổ chị hoàng vung kiếm lên chém xuống thì chỉ chém vào ảo ảnh khiến chị ta ngạc nhiên chuyện gì thế này kiếm xuyên thẳng qua mục diệt nhiên xuất hiện từ phía sau vuốt tóc lúc chị chiến đấu với trường thanh em đã phát hiện nhược điểm của chị lúc chiến đấu chị không tránh né từ đầu đến cuối dựa vào sức mạnh cường đại đối kháng chính diện chị hoàng lúc này mới nhận ra mình vừa tấn công vào ảo giác mục diệt nhiên giơ tay đánh vào gáy chị hoàng cũng chính là nói nếu như có kỳ chưa lén tập kích thì chị không thể phòng bị tuy đánh lén như này chỉ có tác dụng vào lần đầu tiên nhưng mà như đây cũng đủ rồi chị hoàng ngã phịch xuống đất một lát sau chị hoàng tỉnh lại thì thấy mình đã bị thiên tỏa lôi ngục trói lên mục diệt nhiên lên tiếng mục đích của em cũng chỉ muốn trói chị lại để chị nghe em nói mà thôi cô nhìn vào mắt chị hoàng nói chị hoàng chị nghe em nói bỗng một đội binh lính chạy đến hồ thả tư lệnh ra bao vây bọn họ giải cứu tư lệnh lãnh trưởng thanh nói với cô chuyện trở nên khó giải quyết rồi sợ là chúng ta không có cơ hội giải thích đội quân đuổi đến cộng thêm đội bảo vệ thành chủ vốn có số lượng quá nhiều có hỏa lực tuyệt đối áp chế chợt có vài cánh hoa rơi xuống đất dạ vô miên lên tiếng số lượng kẻ địch nhiều không cần sợ có kẻ tiêu diệt hoa hiên anh hùng cứu thế tôi ở đây có tôi thì có được thiên hạ dạ vô miên mỉm cười xuất hiện dưới những đóa hoa mà mọi người xung quanh ném lên mọi người liền giơ tay xông lên chắn kẻ hủy diệt hoa hiên muôn năm kẻ hủy diệt hoa hiên muôn năm Kẻ hủy diệt Hoa Hiên muôn năm, bên binh lính trưởng quan lên tiếng, bắn đi nhanh chóng giải cứu tư lệnh, một người lính tiến lên nói. Không được, trưởng quan, số dân thường vượt xa chúng ta nếu như bây giờ bắn sợ là sẽ dẫn đến dân biến. Cục diện rất có thể sẽ mất kiểm soát, lãnh trường thanh và mục diệt nhiên ngẩn người. Ừ. Tuy hình như được cứu, nhưng mà rốt cuộc là đang quậy cái gì, thì ra tính hài hước cũng sẽ chuyển từ người sang người sao, bạch tử nghĩa cảm thán. z anh tuyệt quá, cả đời này ông đây chưa từng khâm phục bất cứ ai nhưng sau khi nhìn thấy anh tôi thật sự khâm phục rồi lãnh trường thanh hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì mục thiên huy kể lại tiểu miên lần này chó ngáp phải rồi cậu ta đạp nát hoa hiên của dân thường khiến cho hòn đảo nhỏ mà trước đó chúng ta ở không có xảy ra biến dị tôi bèn thuận nước đẩy thuyền kể lại công lao của tiểu miên cho người dân trên đảo thế là mọi người đều coi cậu ấy là anh hùng sau đó dùng du thuyền của chúng ta lần lượt đưa dân cư tất cả các đảo lên đảo chính bởi vì biến dị chúng tôi lên đảo không có bị nhóm canh gác ngăn cản tôi lấy chuyện này tạo thế đến phá vỡ lực của thành phố ngàn đảo bạch tử nghĩa như muốn điên rồi cứ mặc kệ cái kể rõ đó đi căn bản là tẩy não đó dân cư của cả hòn đảo giống như ma nhập mê tín sùng bái vô điều kiện với cậu ta mục diệt nhiên cũng cảm thấy vô cùng đáng sợ chú hai của cô quả nhiên dần bị miên hóa rồi chẳng qua còn cao cấp hơn bản gốc rất nhiều thôi dù sao nguy cơ cũng nhờ vậy mà tạm thời được giải trừ cô phải tranh thủ cơ hội này nói chuyện đàng hoàng với chị hoàng mục diệt nhiên quay sang nói với chị hoàng chị hoàng người của chị nói trường thanh thả virus khiến cho thành phố ngàn đảo xảy ra biến dị với lại còn hại phó quan của chị em muốn hỏi trước nhân chứng đầu tiên nhìn thấy việc này còn ở đây không những người trong binh đoàn liền lên tiếng cãi lại chẳng lẽ chuyện này còn giả được sao người anh em đó đã liều mạng truyền tin tức cho chúng tôi có một cậu lính giơ tay lên nói à có chuyện này quả thực rất khó tưởng tượng rõ ràng tôi đã đã tạm thời đặt xác của người anh em đó ở sảnh chính nhưng mà không lâu trước đây xác của cậu ta bỗng nhiên biến mất với lại tôi còn phát hiện thi thể của một binh sĩ bị cởi quân phục khác ở trong một căn phòng mục diệt nhiên gật đầu được chúng ta lại nói một chuyện không hợp logic khác tuy tôi không biết hồ máu mà mọi người nói rốt cuộc chỉ cái gì nhưng đoán chắc là nơi bí mật nào đó trong phủ thành chính mấy người nói biến dị là vì trường thanh bỏ virus vào nhưng tôi với trường thanh đến phủ đảo chính là sau khi xảy ra biến dị mục diệt nhiên nhìn chằm chằm chị hoàng chị hoàng bị cô nói đến mức á khẩu mục diệt nhiên xoay người vỗ vai lãnh trường thanh kêu anh giải trừ kỳ kim thiên tỏa cho chị hoàng đi lãnh trường thanh nghe theo lời cô giải trừ kỳ kim thiên tỏa thả chị hoàng ra chị hoàng lên tiếng hỏi vậy phó quan của tôi rốt cuộc là bị ai hại lãnh trường thanh nói ra cái tên lục tử hạo mục diệt nhiên nghe thế thì kinh ngạc trường thanh anh nhìn thấy lục tử hạo rồi lãnh trường thanh đáp ừ tiếc là lại để hắn ta chạy mất chị hoàng sa sầm mặt mắng lục tử hạo là ai dám làm mưa làm gió ở thành phố ngàn đảo của tôi tôi nhất định phải dóc xương lột ra hắn mục diệt nhiên miêu tả chính là cái kẻ uốn tóc dù vừa nhìn đã biết là cha nam mà trước đó em hỏi chị có nhìn thấy hay không người lính lúc nãy nhớ ra điều gì nói hả miêu tả vẻ ngoài này chẳng phải chính là người anh em truyền tin này cho chúng tôi sao lãnh trường thanh tức giận quả nhiên là hắn ta chị hoàng lên tiếng xin lỗi lãnh trường thanh vì cô hiểu lầm anh lãnh trường thanh mỉm cười đáp tôi không để ý trên thế giới này tôi chỉ cần sự tin tưởng của một người là đủ rồi mục diệt nhiên đỏ bừng mặt thẩm mỹ cái tên này dạo này tán tỉnh càng ngày càng trực tiếp bỗng một tiếng rầm vang lên thu hút sự chú ý của lãnh trường thanh và mục diệt nhiên hai người họ quay đầu lại thì thấy núi lửa đang dâng trào đất đá từ trên cao rơi xuống mọi người hoảng sợ hô lên không xong rồi núi lửa của đảo chính sắp phun trào rồi không ngờ chúng ta không chết ở trong miệng zombie lại chết do thiên tai ông trời ông muốn đuổi cùng giết tận chúng tôi như vậy sao mục diệt nhiên suy ngẫm thiên tai có trùng hợp quá không vào lúc này núi lửa phun trào mình thấy là do người làm cô liên hệ việc này đến tên chết tiệt lục tử hạo kia chị hoàng giữ bình tĩnh nói với mọi người đừng rối loạn nghe tôi chỉ huy quân đội theo tôi mở đường về trước những người còn lại ở đằng sau chúng ta nhanh chóng đi đến cảng lên thuyền rời khỏi đảo người rời khỏi đội không được giúp đỡ tuyệt đối không thể vì những người khác mà kéo chân của mọi người binh lính lập tức hô rõ mục diệt nhiên vỗ vai chị hoàng nói khoan đã chị hoàng mục diệt nhiên ngẩng đầu lên nói e là đã không kịp rồi bên kia núi lửa đang phun trào mãnh liệt dung nham đang dần chảy xuống mục diệt nhiên tiếp tục giải thích núi lửa đã bắt đầu phun trào cộng thêm trên đảo có vô số zombie quấy rối chúng ta không thể chạy thoát khỏi đảo trước khi dung nham đến bỗng hành động của dạ vô miên khiến mọi người tò mò mọi người nhìn kia kẻ hủy diệt hoa hiên đang làm gì chỉ thấy dạ vô miên đang gập tay rồi giang tay rồi lại xoay người xoa tay cậu mỉm cười nói phàm nhân ngu ngốc tôi đang nhảy cầu mưa chỉ cần lúc này có một cơn mưa to chút xuống thì có thể dập tắt nham thạch đang chảy đến rồi bạch tử nghĩa trầm mặc cậu đang rất muốn chửi thề cậu mẹ nó đang hù ai vậy rõ ràng đây là tập thể dục theo đài mục thiên huy bảo tiểu miên nói cũng có lý câu nói của mục thiên huy càng khiến bạch tử nghĩa càng trầm mặc mục thiên huy hỏi tuy đây là tận thế nhưng thành phố ngàn biển mọi người chắc hẳn không thiếu muối dự trữ đúng không chị hoàng đáp muốn bao nhiêu có bấy nhiêu nhưng anh hỏi để làm gì mục thiên huy đáp vậy thì được rồi mục diệt nhiên cùng lãnh trường thanh cưỡi trên lưng thất thất phi đi mục diệt nhiên thấy khó hiểu chú hai bảo chị hoàng mang muối dự trữ trong phủ thành chính đến còn tạo ra lượng lớn băng khô mình đã bỏ vào trong không gian của dây chuyền rồi nhưng rốt cuộc là muốn làm gì thất thất lao đi nhanh nhẹn nhảy qua một dòng nham thạch mục diệt nhiên bảo với chú mình chú hai tụi cháu đã tìm thấy trực thăng rồi mục thiên huy nói với mục diệt nhiên qua đom đóm điện tử tiếp theo làm theo lời chú mục diệt nhiên cùng lãnh trường thanh leo lên trực thăng lãnh trường thanh điều khiển trực thăng cho nó bay lên anh nói với mục diệt nhiên ngồi bên cạnh diệt nhiên nếu như cách của z không có tác dụng anh muốn em nhảy xuống trước người dân để anh cứu nhiệm vụ bảo vệ người dân là trách nhiệm của quân nhân nhưng anh không muốn em bị thương mục diệt nhiên kéo mặt anh sang nói anh cho rằng vì sao em ở đây em không phải quân nhân cũng không phải người cứu thế giống chú hai ngoại trừ báo thủ em còn bảo vệ mọi người anh anh ở đâu thì em ở đó lãnh trường thanh im lặng không đáp mục diệt nhiên xoa mặt anh hỏi sao hả cảm động không nói nên lời luôn rồi tiếng cảnh báo vang lên lãnh trường thanh đáp không phải anh đang lái trực thăng em còn không buông ra thì trực thăng sẽ gặp nạn sấm chớp nổ đùng đoàng trên nên trời người dân xung quanh vui sướng không hổ là kẻ hủy diệt hoa hiên vậy mà còn biết thuật cầu mưa mọi người kích động hô lên kẻ hô phong hoán vũ kẻ hủy diệt hoa hiên kẻ hô phong hoán vũ kẻ hủy diệt hoa hiên bạch tử nghĩa ngơ người lại thêm một danh hiệu chẳng lẽ là cậu ta làm thật à mục thiên huy giải thích đương nhiên không thể là vì cậu ta đây là mưa nhân tạo dị năng hệ kim của tiểu nhiên là thuộc tích bạc trắng vừa vặn có thể cùng với muối hợp thành bạc lộ tựa lại dùng trực thăng ở trên mây giải các chất xúc tác như băng khô bạc lộ tựa bột muối thì có thể làm mây tạo thành mưa học tốt toán lý hóa thì đi đâu cũng không sợ câu nói này khiến bạch tử nghĩa và chị hoàng đều hoảng hốt lục tử hạo với bộ đồ áo choàng đen đứng trên vách đá tao cố ý bảo vệ chiếc trực thăng đó vốn chuẩn bị cho bản thân dùng để chạy trốn không ngờ lại giúp tụi mày nhưng mà tụi mày tưởng như vậy là tao kết thúc rồi sao có tiếng nứt tao đã lấy dễ hoa hiên khổng lồ xung quanh núi lửa khiến núi lửa phun trào nhưng không chỉ là vì để đối phó tụi mày một con zombie ngoi lên mà là vì cho zombie thực vật trên hòn đảo này tiến hóa lần nữa bọn chúng đều là zombie thông qua hoa hiên khổng lồ được năng lượng của đấng cứu thế cường hóa chỉ cần đấng cứu thế ở trong tay tao bọn chúng sẽ bị tao khống chế chỉ cần tạo nên đội quân zombie mạnh mẽ thì tao có thể trở thành hoàng đế của tận thế này ha 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 chị hoàng và mục diệt nhiên đang đứng tước bể máu như em thấy đó có lẽ cách dùng máu tươi và mạng sống của một số người cung cấp dinh dưỡng cho hoa hiên biến bị khổng lồ rất tàn nhẫn nhưng đây chính là con đường sinh tồn của thành phố ngàn đảo em làm gì vậy em hủy nó sau này người dân của thành phố ngàn đảo ăn gì vì chút lương thiện trong lòng em mà muốn hại chết tất cả mọi người sao nó đã bị nhiễm virus rồi vốn đã không thể dùng làm lương thực nữa hủy nó đi chỉ vì tạo ra một tương lai mới cho thành phố ngàn đảo còn về phần sau này mọi người cần ăn gì so với ăn cỏ làm cơm ăn thịt chẳng phải tốt hơn sao rốt cuộc em làm sao mà biến ra được nhiều lương thực đến vậy việc này đối với chị hoàng chỉ theo đuổi kết quả mà nói thì không quan trọng người ta cực khổ vất vả trồng nhiều loại lúa nuôi nhiều gia sức đến vậy thế mà chủ nhân lại tặng đi cũng không chia cho người ta chút nào tên thuộc hạ của chị hoàng hoảng hốt chạy tới báo báo cáo tư lệnh có một làn sóng zombie làn sóng zombie đến tập kích đây chẳng phải chuyện đã biết rồi sao còn có gì để báo phái người đi đối phó là được không tu lệnh zombie xuất hiện bây giờ không giống tức đó vũ khí của chúng ta không đối phó được chúng ta mấy bọn zombie lao tới với tiếng gầm gừ tung tóe lửa xung quanh bạch tử và mục thiên huy đang đứng đó rất ngạc nhiên và thắc mắc vì sao đạn bắn những con zombie này đều không có tác dụng những con zombie này đã tiến hóa rồi bên trong bọn chúng là dung nham tấn công thẳng vào đầu đã không thể giết chết bọn chúng mục diệt nhiên rút kiếm ra vậy thì phá hủy cả người bọn chúng tập truyện đến đây kết thúc rồi nếu thấy hay cho mình xin một like một chia sẻ để mình có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé nhớ bấm theo dõi để xem tiếp những tập tiếp theo chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng